chào các bạn nha. Bữa nay vợ chồng mình đi xuống đồng không gió, có ngày qua có đi núi mua được trái mây, nay ăn cho mọi người coi. Đây, trái mây nè mọi người, trái mây núi nha. Mây này như ăn chua chua nha, ngọt ngọt. Cái này mình chấm muối vô ăn là rất là ngọt luôn. Chua, mới ăn vô thì nó chua. Ủa nó ngọt, xong rồi ở trong nó chua. Nhưng mà ăn là ghiền đó. Ở phía sau mình cũng có mấy cây xài nữa nè cả nhà. Xíu mình ăn mây xong mình ăn xài luôn nha. Mây này nó mây hái. Đi trái. Núi hay bán nhiều lắm. Trái rồng 2-3 ấy luôn nè, 2-3 muối luôn nè. Chấm ớt. Mời mọi người. Cho cả nhà coi nè. Đó. Mày chấm ớt à. Nó sảy luôn. Cá này không ngon à. Đây, nó cắt ra cái khúc này. Sướng rồi. Ở phía sau mình là có mấy cái cây xài nè mọi người, đang cho trái nè ha, xum xê luôn. Đó, bên đây ta trồng cà gió. Ủa này là gì? Cà tím chứ không phải cà gió. Ở quê thì chỉ có vậy thôi. Chiều chiều ăn mây, ăn xài. Một trái là được 2 muối rồi mọi người. Ủa, cho cả nhà coi nè. Chấm muối nha. Quá hấp dẫn rồi. Chua không? Ngậm chất chua, ngậm chất ngọt à. Em đây có con trái nữa nè. Trái này chắc là nó ngọt chắc luôn. Nó chín mùi luôn nè. Chấm muối không? Quẹt cho muối cho nhiều vô. Cái này là mình ăn với muối là nó mới ngọt thôi, nó mới đã. Ăn không thì nó chua, ăn không nổi đâu cả nhà ơi. Quay lên mặt. Đã rồi đâu. Ở ngoài á nó ngọt, mà ăn vô cái trong á, trong cái cùi á nó có cái hậu chua, chua lắm. Vì là ngày qua tôi chạy bữa nay ngày qua mình đi đó, là thấy có một cái cây mây là như cây trái gì đó, trái nguyên một chùm luôn, chùm bự luôn. Chùm chi tôm, ngày qua đi chi tôm, ăn gà đốt, mua được ký mây này ăn. Trái này hình như là ăn chị huyết áp luôn á mọi người. Mình ăn trái này được 2 lần nè mọi người. Đó mình thấy nhiều lắm, mình chưa được ăn. Ôi đã. Chua chua ngọt ngọt. Ở ngoài gắn vô nó ngọt lắm. Mà mình ăn hết cái thịt ở ngoài á, ở trong cái cùi nó có hậu chua. Hôm nay gặp bà chị siêu dễ thương ha. Tư vấn nhiệt tình luôn. Mời cả nhà nha. Cái mây nhìn hấp dẫn chưa? Này chấm muối. Ớt thì cà cay vô. Sướng. À.
Còn mình ớt rồi. Ăn nó ghiền mọi người. Nó chua. Nhìn nó. Mọi người nhìn thấy giống nhím không? Đó mình đố chồng mình á. Trái nhím là trái gì? Ổng không có biết. Giờ mới biết nè. Mình tự nghĩ ra. Tại nó sần sùi nó gai như con nhím nè. Mấy cái trái đỏ gì nè. Ngon quá à. Nè mọi người. Ngon quá à. Bà gỡ đi. Trái này ngon à. Được 3 muối. Mà muối vàng ươm à. Ôi, ngon chưa. Nó thơm. Trên đầu mình có hai trái xoài không? Hai trái đá già lắm rồi đó. Già đỏ. Ba trái luôn không hai nữa. Ôi đã ha. Trái. Ôi đã. Cái muối nhỏ cái hộp nó bự mọi người, nó không có thịt nhiều. Cái xài đó ăn. Hai cái xài ăn thấm này đi lát mình bé cái xài già đó mình ăn. Xin nha, mình có xin chủ rồi. Chủ ở đây là người quen không à. Mấy trái này hai muối không à? Ừ. Hai ba muối không à? Mấy cái trái mà nó xấu xấu như vậy nè mọi người. Nó ngọt dữ lắm. Tại nó chín quá. Cái này là chín mùi nè. Nó mùi nó mới gì nè. Vì ăn nó mới đã nè. Mấy cái trái, mấy cái hộp ấm ấm vậy nè mọi người. Thịt nó nhiều. Hộp nó nhớ nó ấm nhơm à. Muối cục nữa. Ngon ha. Muối là muối hộp luôn. Chua. Cay. Nó chua nhưng mà nó ngon hơn cái trái gì nè. Chua, ở ngoài ngọt mà ở trong nó chua. Ăn nó ghiền hơn là mấy cái trái mình. Không biết trái gì luôn. Ngày hôm qua tới giờ suy nghĩ hoài không ra. Trong các loại trái chua mà mình ghiền trái này nhất. Mấy trái khác mình ăn dở lắm. Đó giờ mình không có hết ăn chùm ruột. Ruột nó chua lắm. Ờ chùm ruột có cái cây trái nhọt nè. Trái ngọt á. Nó có loại cây trái nó ngọt. Ăn nghiêm lắm. Còn chùm ruột nó mình đâm muối ăn. Ồ, nó chảy nè. Trái này chưa chín. Chắc hả? Có trái ấy, cái hộp nó không phải chưa chín mà cái hộp của nó bị lép á. Rồi mình nhai cái hộp cũng mềm á, mình nhai luôn nó chát lắm.
nhầm trái là chua dùng mình luôn á. Trùng lộn với trái không hề chút nào hết. Trái này nó bị nó chín mùi quá. Nó chóc da luôn. Nó chín mùi quá. Nhưng mà lại nó ngon. Ngon không? Nó ngọt. Mấy trái ăn gì nó ngọt nè. Uống miếng nước mọi người. Dạ đàm. Hôm nay dứa mười mấy phút rồi. Bẻ trái xài đi kìa. Chồng đứng lên bẻ trái xài đi ăn. Trái xài già đỏ này nè. Cầm máy quay lên. Dạ thấy hèm luôn á. Ở đây xài già nhiều lắm rồi mà không biết sao mà chủ không bẻ. Đây cho mọi người coi ha. Xà già đỏ nè, ở quê là ăn gì nó mới đã nè cả nhà. Đó. Trái mà nó già đỏ như thế này nè, mình tách ra mình chấm muối ăn thì thứ gì chịu nổi. Đây, lắc ngang đây. Đó, bẻ ăn trái thôi. Trái là đủ ăn rồi, bẻ nhiều quá phí. Đó, rồi bà tách đi. Ồ, hấp dẫn chưa cả nhà, rồi tách ra đi. Mình gọt nha. Tách ra cái vàng ươm luôn á. Vàng ở trong rồi. Trời ơi, này chấm muối muối Tây Ninh đó mọi người. Mình ăn nó bị hư rồi. Nó bị hư cái đít rồi, để coi mình ăn được không. Đâu á. Mình ăn trái cây mình hết ăn muối Tây Ninh đó mọi người. Muối Tây Ninh ngon. Hư rồi mình ăn được chắc mình ăn được cái đầu á. Bị hư rồi. Thấy nó ngon vậy mà nó bị hư nè mọi người. Hư khúc. Ở trong này không có bị hư mọi người ơi. Hư được cái đít rồi. Mình ăn. Trời ơi đã. Nó vàng ươm luôn. Quá ngon luôn. Chấm vô mưa hết nữa. Giòn khấy luôn á. Ngọt lắm á. Rất là ngọt luôn. Không hay. Ăn xài không hay.